Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tùng MG, đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ. Thì hôm nay mình đã binh cái webcam cho anh em. Nói trắng ra không phải là cái webcam nữa mà là cái điện thoại mình kết nối với máy tính bằng cổng cáp USB anh em. Thì hôm nay chúng ta đến với phần chơi Ark Survival Evolved và Guerrero tập tiếp theo, tập thứ tư. Thì nói về cái webcam, cái cam này á, thì đợt trước á, tôi có sao ta ép vào một cái tập đó, là hình như tập review mod gì phải, nó bị lắc. Anh em biết sao tại sao bị lắc không? Tại vì lúc đó tôi chơi cái kiểu như là truyền qua cái wifi á, anh em xài chung một cái đường truyền wifi cho nên là nó bắt được, nhưng mà nó bị delay do kiểu như đường truyền wifi nó không ổn định. Còn hôm nay là tôi chơi cổng cáp luôn rồi, nếu mà vẫn còn lắc á, thì chịu. Ok, tôi sẽ thử nghiệm với cái tập này, cho nên là có bị lắc thì tôi sẽ che lại các kiểu này nọ. Chứ hôm bữa có nghe một ông nói là thôi anh bỏ cái cam đi, chứ anh nói mà không khớp với hình với ảnh như một thằng đần vậy. Chịt mẹ, tôi nghe tôi cay lắm chứ, nhưng mà thôi kệ, tôi vẫn thả tim cho các bạn. Ơ, what the fuck, sao mình đi vô đây? Ok, quay lại với game của chúng ta. Thì ở tập trước tôi sau 3 tập cực khổ tôi đã có con bờ te. Sau 3 tập tôi mới có con bờ te. Tuy là tôi chơi cũng hơi kiểu như hơi không có hạt lắm á, nhưng mà tôi vẫn chạy chậm chậm cho anh em xem, anh em kịp, anh em tới giờ lấy viết ghi ra mà ghi lại hết những cái lối chơi của tôi rồi. Thì bây giờ á, có nhiều ông nói là anh tôi tem con Ankylo đi, nó giúp cho tôi rap metal rất là nhanh. Tôi biết điều đó luôn, tôi thừa biết điều đó. Và cả kiểu như không lẽ bây giờ á, tôi ăn tem Ankylo xong cái tôi dẫn nó vô nhà, cái tôi đóng khung, tôi lộng kiến nó là làm cái máy farm metal của tôi thì nó kỳ quá đúng không em? Tôi phải làm máy móc các kiểu chứ, làm vậy thì nó hơi hơi nghe nó khấm lắm. Nhưng mà trước mắt thì tôi sẽ tem con Ankylo trước đã, để làm metal. Hôm nay tôi chắc là tôi sẽ xây nhà, cho nên tập này là tập xây nhà. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đã có lên một cái dự án xây nhà sau 4 tập, và tập hôm nay thì hôm nay sẽ là chính thức xây nhà. Bây giờ tôi cũng chưa nghĩ ra cái nhà của tôi như thế nào nữa, nhưng mà trước mắt là tôi sẽ tem trước đi. À, 5.000 hả? Thôi, mình đâu có lấy nó làm cái gì. Ok, nice sir. Và bây giờ mình câu nó. Con này câu hơi bị đỉnh nha anh em. Con này câu đỉnh của đảng luôn á. Nó câu được con Stego luôn á. Có vẻ như hơi lắc. Tôi cũng chả biết là tại sao bị lắc nữa, nhưng mà có thể là tôi add cái webcam vô nó hơi bị lắc. Trước tiên thì tôi sẽ backup cái này. Có nhiều ông hôm bữa mà khúc mà tem con bà te đó, có tôi quên bén đi là làm cái alpha mid đó, là để có được cái alpha mid thì chúng ta còn phải làm DNA, mà trong đây thì nó có sẵn làm DNA luôn. Game đúng dễ luôn, dễ vãi luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lấy hết tất cả đồ. Ok, và metal thì chúng ta vứt qua bên đây, sau đó chúng ta sẽ pick cái này. Này là gì vậy? Ga hả? Lấy luôn. Và chúng ta lấy cái này và leo lên con chim, sau đó chúng ta sẽ lấy con chim để đi qua nhà mới cùng với Ankylo. Let's go baby. Hồi trưa này tôi đọc được một cái comment của một ông nào đó, tôi vẫn thả thêm trong đó, nội dung như sau. Anh ơi, anh làm biết vừa thôi, 3 ngày rồi vẫn chưa có tập. Đờ mờ anh cũng cay đấy, nhưng mà vẫn thả thêm. Hình như là tôi chiều cam quá rồi nên cam hư đúng không? Thôi, em thích là được. Anh em biết sao không? Anh em cũng thông cảm. Tôi còn phải đi lo chạy vậy, cuộc sống của tôi khi mà rảnh dữ lắm tôi nhín ra một tí thời gian để quay cho anh em xem. Tôi còn phải sáng thức sớm dậy khuya để kiếm tiền để
trang trải với cuộc sống rồi mới quay clip cho anh em xem được. Anh em thấy tôi khổ chưa? Mà nghe những cái câu đó thì mình cảm thấy vừa kiểu như vừa buồn mà vừa vui á anh. Ok, rồi bây giờ tem nó thôi. Và bây giờ thì cái con chim này á, tôi đã có chỉnh sửa về một chút về tất cả những cái loại khủng long mà hệ Lightning. Lightning chứ lộn. Lightning hay Lightning gì đó tôi quên rồi. Nhưng mà khi mà một hit, khi mà tôi đánh một hit á thì số turbo hôm bữa, hiện tại bây giờ nó sẽ cao hơn số cái turbo hôm bữa mà anh em đã thấy, thì bây giờ tôi test cho anh em xem. À và sẵn tôi giới thiệu, tôi add cái mod Awesome vô rồi. Awesome nó có nhiều loại. Thì đây là Awesome Spylat. Thì đây. À cuối cùng tôi cũng có cái bảng này rồi. Được. Và bây giờ tôi sẽ cho anh em coi cái số turbo nó như thế nào nha. Một hit nè. Ok. Hiểu ngay và lập tức. À con này là 126.000 turbo, thì đồng nghĩa với việc là cái lam của con tất cả các con Lightning á, nó sẽ cao hơn cái 126.000 turbo, mà chính xác của nó là A few moments later. 2 hours later. 2000 years later. 500.000. Chính xác là 500.000. Ừ. Chính xác là 500.000. Rồi bây giờ tôi lấy đồ cho để lấy cái gì ta? À ôi không được. Ôi. Con quỷ chim. Lấy cái Eternal Berry. Và tôi đã có thay đổi một chút chỉ số thêm. Thay vì lúc trước tôi để là 20-30 gì đó thì tôi nâng lên là khoảng 50. Thì nó sẽ nhanh hơn một tí, rút gọn thời gian. Ui, xong. Và tôi nhớ không lầm, tôi có làm đồ cửa cho Ankylo. Và con Ankylo tôi chết thì tôi đéo có làm nữa. Ui, có đâu. Ui. Giỡn với chị. Cái đéo như vậy. Tử nó đi em. Ankylo. Như vậy Ankylo thì chúng ta sẽ đi. Con chim này nó đánh tôi chứ không phải đánh con chim của tôi. Thầy da sao lắc thế nhờ. Cất cái bài lát này đi, tôi nhìn không quen luôn. Ok, nice. Lấy nước lờ luôn. Và cái bàn smile của tôi hình như không làm là tôi mất rồi. Và bây giờ tôi phải làm lại cái smile. Làm smile để chế đồ cửa cho Ankylo. Sau khi mà đồ Ankylo có đồ cưỡi rồi chúng ta mới có thể ráp được metal vô đó ha. À, đây. À, phải có potion. Đây là cái chỗ mà tôi đã nói với anh em là định xây nhà ở đây nè. Tại vì ở đây thì nó hơi vắng, nó hơi buồn. Nhưng mà được cái nó yên bình. Nó tránh những cái tình trạng mà bị khủng long quấy rầy anh em. Phải chi mà khủng long dữ tôi không nói. Khủng long này nó không có làm gì mình nữa mà nó bự nữa. Bự vãi cái đáy. Ok, anh em nào đang xem video thì tạo động lực cho mình để làm tiếp những cái tập sau và nhanh hơn nữa. Thì tại mình thấy cái hiệu ứng của anh em xem về những cái video mình edit đó dạo gần đây thì mình thấy khá là ổn áp, khá là ok. Thì rất là cảm ơn anh em vì những điều đó. Thì anh em nhớ tích cực like và share. Và nếu mà anh em nào chưa subscribe thì anh em subscribe giùm mình. Để càng ngày mình đạt cột mốc 10.000 subscriber. Bây giờ là cũng 7.100 rồi. Còn 3.000 nữa thôi. Từ đây tới cuối năm là đẹp. Nói chơi chứ mình mong sẽ sớm nhất trong khoảng chừng một tuần thôi là đẹp. Đẹp lắm luôn. Em so đẹp luôn. À, tôi tính làm gì tôi quên đi rồi ta. Ankylo. Ủa Ankylo.
Anki. Tôi nhớ là hôm bữa tôi có học luôn á. Sao giờ không thấy ở đây? Và đây. Fiber và Metal. À, chắc là tôi phải đổi quá anh em. Tôi phải đổi cái mod Trotter. Nhưng mà Trotter Super Super Lớt ở Super Trotter thành Super thành Trotter Lớt. Tại vì sao? Cái chức năng full đồ của nó rất là kém, quá kém luôn là đằng khác. Fiber và Metal, Fiber Metal. Ok. Tại vì hai cái mod Super với là Trotter Lớt là nó là anh em với nhau. Nó trong cái mục description, cái mục hiển thị thêm ở trong mod đó, nó có ghi rõ ràng là như vậy. Mình thử mình xài coi, ai ngờ nó như shit vậy. Ở đâu? Đùa hả? Ủa sao con này nó không có? Elemental. Ủa? Sao con này nó không có ta? Tôi nhớ không lầm là có mà. Ôi sai gì rồi? Để tôi coi lại coi. Ok, mình nghiên cứu ra rồi anh em ơi. Mình tốn tới tận nửa tiếng đồng hồ á để nghiên cứu ra, anh em biết tại sao mà mình bỏ đồ cửa vô không được không? Tại á, và các bạn nói á, là khi mà anh em tem con Eternal, con Ankylo đi thì nó ra, nó sẽ wrapping được, và mình có xác nhận thông tin điều đó. Nhưng mà mình đang lộn giữa hai con Ankylo thường và Eternal Ankylo. Những cái con màu tím á là các bạn thấy là chỉ là Ankylo thường mà thôi. Còn con mình đang tìm tới á, mà chuẩn bị tem là con Eternal Ankylo. Tìm của nó cũng hơi khó anh em. Mình đã bay hết cái khắp cái dãy núi bên kia rồi, rất là nhiều con nguy hiểm. Mình rà con mắt ha. Con mắt tức. Mangekyo Tường của mình ra mình nhìn mà cũng chả vấn đề gì hết, chả có chứ không phải là gì. Và cuối cùng mà mình đã thấy nó dưới đây nghe. Đây 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 Eternal. Để tôi nâng điểm này lên cái đã cho anh em dễ nhìn đó. Eternal Ankylo 39.506 level. Rồi bây giờ tôi múc nó liền. What the fuck. Từ từ chờ tôi một tí. Ok, bình thường lại rồi. Ok, về đây và bây giờ mình sẽ tem con này. Con này thì chắc chắn là được. Tại vì mình có xác thực rồi. Các bạn thông tin thú, các bạn chỉ mình cài mod đó, thì đôi khi nó cũng ok. Nhưng mà bây giờ mình thấy thôi mình xài tay luôn cho rồi. Tại vì nó kiểu như nó che một góc đó, anh em vướng víu quá. Lâu lâu nó hiện ra hiện vô. Cái đó có setting nhưng mà nó rất là rườm rà, nó không đáng để mình bỏ thời gian ra. Đại khái là vậy, bây giờ mình về. Còn cái con Ankylo cũ chắc nó tù quá, chắc mình đã giết nó rồi. Ủa đây là đâu? Ta lại. À, đây đây chỗ này ở dưới, đây trên cao. Con này tới tận 39.000 level hả? Cũng được, nói chung là con 1.000 thôi cũng được. Nó chỉ được nhiệm vụ của nó chỉ là đứng yên một chỗ và ráp đồ cho mình thôi, còn mọi thứ để anh lo. Anh thấy mấy con màu tím tím ở dưới là không được, nó chỉ là mỗi con thường thôi. Nếu không muốn nói nó là một con vanilla, nó khác ở con vanilla ở chỗ là mod Eternal nó rất chu đáo, nó trang bị những con vanilla luôn, trang bị những con vanilla của nó gọi là bình thường nhưng cũng bình thường luôn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tem nó nha. 8 triệu turbo hả? Ok, let's go. Cái con của mình nó bị lỗi đam á anh em. Kiểu như sao ta, lúc mà vào game thoát ra vào lại á, nó bị gì đó không biết nữa. Bây giờ nó quýnh đau dữ lắm đau. Anh em thấy không, mình phải chờ cho turbo nó hồi cái đã. Nó chạy hết cây của nó. Tới 2,5 triệu. Còn bây giờ mình tiếp. Đó.
Rồi và hết combo tiếp. 3.9. Anh em thấy nó lên nhanh không? Ok. À, đằng kia có con Raptor. Raptor gì đây? Raptor gì mà ở trên xanh dưới đỏ vậy? Motion hay là fire? Nói tiếng nghe chơi. À, mày tính cắn tao. Mày tính cắn tao. Ừ, cho mày quýnh, cho mày quýnh. À. Bây giờ anh mày không rảnh để tức chuyện. Mình mà câu chậm một chút xíu là nó bay cho nó phập mình là cẩu thực thiếu quách mình luôn, là hư mình luôn. Ok, hình như là hết Narco Berry. Ở đây nè, Eternal Berry chứ. Để mình đi lấy thêm. Trong lúc mà tem nó, trong chờ nó hồi á, thì chúng ta sẽ làm một số thứ, ví dụ như là để cái render ra ngoài đi. Bây giờ mình sẽ xây nhà. Mà thì sự mà nói á, trong cái map này á, không, từ trước tới giờ đây là cái map duy nhất mà cái map mà là mình kiếm chỗ xây nhà khó nhất anh em biết sao không? Tại vì không có chỗ nào mình ưng ý cả. Cái view nó không đẹp. Nè, ban đầu mình tính xây góc ở đó nè, và bây giờ hiện tại mình cũng đang tính là xây góc đó. Nhưng mà cái đường xuống này nó khá là đẹp. Sau này mình còn làm công viên khủng long khủng ơ các kiểu này nọ. Hoặc là ở đây á, thì đường cái mặt tiền nó lớn, hiểu không? Cho nên đó là mình xây công viên nó dễ hơn, cái mặt bằng nó rất là lớn. À, mình xây cái nhà mình cũng chả biết là có quay hướng nào nữa. Một là quay hướng ra biển như thế này. À, và sau này mình làm cái cầu mình đi xuống đó, hợp lý rồi. Hoặc là mình xây hướng nhìn ra đây đó, mình nghĩ là mình sẽ xây hướng này, hướng nhìn ra cái cổng đó. Sau này mình sẽ đặt, mình có để đường link về các series game ARK, fanpage và Facebook cá nhân bên dưới phần mô tả. Các bạn có thể truy cập vào và nhấn like để theo dõi các thông tin mới nhất từ Tùng MG nhé. Cộng đó một cái bản Jurassic Park hợp lý. Và bây giờ chúng ta bỏ đầu cưỡi vào thôi. Đây, tuyệt vời. Và bây giờ mình gom hết tất cả metal. Đây, bây giờ đây không phải là một con thú nữa rồi, đây là một cái máy. Nhiệm vụ của em là đứng yên đây và bắt xịp giùm anh. Còn mọi thứ để anh lo. Anh lo được. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển giao metal. Ok. Các bạn nói nó ráp nhanh để mình xem coi nó ráp như thế nào ha. À, mình phải acti nó đè chữ E nha các bạn. Đè chữ E. To get smelling melting chứ. À. Ôi. Nhưng mà thực chất á, như thế này à, mình đã chỉnh cái thông số của cái Resource Converter này rồi à, tốc độ ráp nó rất là nhanh. Nó kiểu như nó thua con An Killer một chút thôi. Nhưng mà đối với mình là tạm ổn đi. Nhưng mà anh em biết tại sao mình không xài cái máy này mà mình vẫn bắt buộc phải tem con An Killer không? À, sau này mình sẽ xài cái máy này. Sao mình sẽ xài cái máy đó, tại vì không thể nào mà để con An Kilo trong nhà được. Nhà là không có khủng long. Ok, rõ ràng quan điểm. Bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy cái yếu điểm mà hiện tại của con cái máy này nó làm như thế nào. Nè, bỏ ga vào đây, bỏ metal vào đây, bật on lên. Thứ nhất nó rất là ồn, cái thứ hai con nó ráp nè, nghe tiếng nó ráp nè. Điếc lửa điếc luôn, điếc cả lửa điếc. Điếc cái lậu đích không? Cho nên là chúng ta chỉ cần ráp bằng cái này thôi. Quá tuyệt vời. Đỉnh của đảng. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đi tìm con Stego. Nữa là xong. Stego thì nó đem lại cho mình Cementine, Rifle và rất là nhiều thứ. Và cả Metal nữa. Cho nên chúng ta cứ quốc đạn em nào đi. Hình như con Stego ở nhà mình còn không ta? Chết hết rồi. Và hình như chết hết rồi. Ok.
lên vòng 4.000 là đẹp. Tại vì ở trên đây nó không có nguyên vật liệu nhiều anh em, không có nguyên vật liệu nhiều, cho nên là chúng ta cứ để nó ở một cái góc nào đó đi, để chỗ nào mà có nguyên vật liệu nhiều, đá nhiều á. Ủa trên đây có vẻ như nguy hiểm nhờ. Ui, cách nhau một có một cái dãy núi thôi mà nguy hiểm nhờ. Sẵn đây mình dọn ở đây luôn, mình để nó ở đây đi. Mình sang tàu bao nhiêu, mình tính trong muốn móc súng để mình bắn hả, nhưng mà mình có con chim mà. Mẹ của ngươi, tin cho mẹ của ngươi, tin mẹ của ngươi. Ok, làm lại. Rồi, ok. Làm gì cắn? Mình hình như mình không có đạn đắt đúng không? Mình có 8 viên cộng với long neck. Đây. Arrow mình có 2 cây. Bow. Mình đéo có cây nào. Viên đạn đắt bên trong đây còn không? Mình nhớ mình giết rất là nhiều thú. Tất nhiên là ui 108 viên. Giàu vãi. Giàu thế ai chơi? Xỉu liền. Trời ơi. Chúng ta sẽ cho nó ăn Perry. Perry ở bên con Eternal này còn. Nó ăn hết luôn à. Nhanh thế. Không cần nhiều đâu, tại vì cái timing của mình nó lên cao quá rồi. Ok, nicer. Và hình như đầu cưỡi hôm bữa rớt mình cũng không có lụm vào luôn, cho nên mình cứ full mình làm cái mới. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ đã chuẩn bị xong tất cả các nước nguyên vật liệu, và bây giờ chỉ việc là xây nhà thôi. Chắc là xây nhà như mọi thường lệ thì mình nghĩ là mình sẽ xây ra 2 tập, chia ra 2 tập làm cho nó dễ. Mới quên cái này xong rồi hả? Ôi cứng cại dữ rồi. Ok, để mình xem coi trong con này nó có ngoài metal ra, hồi nãy mình thấy rất là nhiều. Đây nè, đây nè. Và bây giờ chúng ta sẽ phu hết những cái đồ vật liệu mà có thể nấu. Quan trọng là element á anh em. Sau này mình nâng cấp, mình đánh boss, mình nâng cấp cây súng á. Cây súng á, bây giờ mình có đạn của cây súng test rồi. Đạn turbo nha. Sau này mình đánh xong đó mình sẽ mở khóa được mấy cái test và mình làm được cái mấy cây súng test. Đại khái là như thế. Và bây giờ mình sẽ phu vào đầu tiên là metal. Đây, 3.000. Tiếp theo là cái gì, wrap gì nè, wrap metal 3.000. Tiếp theo là element shard 1.000 mấy. Rồi bỏ vào đây và sao mình không phun được cái wrap nhờ. Bỏ wrap vào đây rồi. Arc hả, arc element arc rồi mới làm được element wrap. Mình nhớ mình wrap metal đây nè, sao mình phun được đó, quá nhiều. Cái này hình như có giá trị ngang ngửa đúng không ta? Infos very simple to standard ingot, có nghĩa là giá trị, đúng rồi, giá trị ngang ngửa với metal ingot luôn nha anh em, khá là tiện. Còn element arc Stego có 800. Còn element mà sharp á anh em, thì để chuyển qua được element nguyên khối á thì chúng ta ráp bằng cái
ratio converter này. Mới đây chúng ta có 1000 máy rồi, được. Mình nghĩ là mình sẽ đi farm tiếp. Chúng ta chỉ cần lấy metal thôi. Nếu mà lấy metal thì thôi mình lấy con này mình đi mẹ cho rồi đúng không? Cũng đúng, hợp lý. Hay là tập này mình cũng chuẩn bị nguyên vật liệu thôi ta. Tính tới nay cũng 24 phút rồi. Lúc này chắc mình cũng không có chỉnh sửa cắt ghép, mình không có cắt gì nhiều. Mình chỉ đi farm thôi. Mình đặt cái nền móng thôi. Từ từ sau đó mình sẽ có. Rất là nhiều luôn. Element. Nó tự ráp luôn nè anh em. Nó tự ráp luôn 300 hả? 300 cái element ore mới được một cái element luôn. Còn cái này thì chúng ta chỉ cần convert qua thôi. Đây mình sẽ cho các bạn xem nè. Một element thì bằng 100 element sharp. Nó rất là rẻ. Và đồ nó lại nhiều nữa. Ok. Tập này chuẩn bị xem được một con cũng là ổn áp rồi. Và mình sẽ review cho anh em sẵn đây, review cho anh em ở cuối clip những cái nguyên vật liệu và cái mod mà mình đã add vào hôm bữa là cái mod caster gì đó, cái mod xây dựng ấy. Thì mình sẽ review trước cho anh em chuẩn bị trước. Tập sau thì chúng ta chỉ việc vào và lên ý tưởng cho ngôi nhà và xây thôi. Mình nghĩ tập sau là làm trong vòng một tập thôi là xong. Trước tiên là chúng ta cần phải có một cái bàn workbench. Sẵn đây mình giới thiệu, mình có add cái mod teleport vào rồi. Khá là so easy. Giờ làm cũng được nhưng mà từ từ hả làm. Chúng ta sẽ xây nhà trước như thường lệ nha. Để mất công anh em nói là anh Tùng mấy cái em xây nhà không coi đâu. Chứ sinh tồn mà phải có nhà ở chứ. Anh em phải hiểu điều đó chứ. Cái workbench nó tên là gì đó, tôi sợ cái workbench luôn đi. What the fuck? Work Eternal workbench. Thì function nó ráp ở đâu? Function nó ráp ở wrapping combo size wrapping table. Combo size wrap có nhà ở dưới nước luôn nè anh em. Đỉnh của đảng thiệt. Combo size hả? Tôi sạch cái wrapping mẹ nó. Đây. Ok. Và tôi sẽ học hết tất cả những cái thứ liên quan tới cái vật liệu đó. Chúng ta sẽ vận dụng vào đó để làm CKF đúng không? CKF. Đây tất cả vật liệu đây anh em. Đầu tiên là thôi tôi cứ học hết đi, mất công rồi tôi kể ra thì mất thời gian. Nói chung là nhà, nếu mà cái kiểu mẫu nhà này á thì tôi thứ nhất là ban đầu tôi nghĩ cái mod, add cái mod này vào á, xây nhà á, thì nó sẽ rất là lắc. Nhưng mà tôi nghĩ lại á, nó đang trong cái chuyên mục mà tất cả những cái mod mà hay nhất mọi thời đại từ trước tới nay luôn á nha. Thì cái mod này đang dẫn thứ hai, thứ ba gì đó. Không, thứ nhất luôn á, có khi là thứ nhất luôn á, tùy theo cái bữa đó là người ta download nhiều hay không. Là đang là top 1 của live mod yêu thích nhất, cũng như là mod được nhiều người tải nhất, nhiều người đánh giá nhất mà bla bla gì đó. Thì tôi nghĩ là phải có cái gì đó hay ngoài cái việc mà đẹp thì người ta mới tải, thì chắc chắn là tôi nghĩ là nó sẽ không lắc đâu. Nó sẽ được tối ưu. Ok, và structure ở phần foundation chúng ta đang có là có nhiều bạn kêu mình tắt cái tên ở trên cái icon, từng icon à. Mình nói luôn đó là mình trước giờ mình quen chơi như thế này rồi, cho nên là tắt đi thì nó nhìn thấy nó rất là khó chịu. Đây chúng tôi sẽ ráp này cho anh em xem.
đồng thời tôi còn thấy làm Simantine nữa đây. Rồi đầu tiên tôi đắp khoảng chừng khoảng chừng 3 cái đi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tới cái phần mà world thì khá là nhiều. Nào là cửa, nhưng mà tôi cứ ráp đại một cái Simantin Bass hả? What the fuck? Mới đây hết Simantin rồi mày. Giỡn với chúng tôi. Ôi, ôi tôi giục, hồi nãy tôi giục rồi. Hả? Oh what the fuck? No, 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 no. No, 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 quá luôn. Tự nhiên đánh dòng lớn như ta. Ok, world, trong cái phần world chúng ta sẽ ráp thử cái này. Ráp thử cái này cho anh em xem luôn. Cái này là cái tường hai cái tường vanilla và cái này vanilla và cái này là composite. Composite là cái gì để chúng ta sẽ thử ha. Cái này là cái flop hả? Cái flop mà nó nằm ở cái phạm trụ khác rồi, nó đâu liên quan tới cái tường đâu ta. Tại sao nó đưa vào đây luôn nhỉ? Đo nè, đo thì có nhiều loại cửa thì chúng ta thử ráp cái này trước. Ráp cửa hai cánh luôn. Shelling là cái trần. Cái trần thì có trần kiến và trần trần không kiến. Vậy thôi, cái này thì nó ít. Đo hash thì tôi có rồi. Electrical này là cái gì đây? Oh wow. Cái này là wireless power. Junction thì là cái gì thì bỏ bằng bên đi nè, mà wireless power có nghĩa là cái kiểu như khi mà các bạn đặt vào một cái nhà không cần đi đường dây điện mà chúng ta vẫn có điện, hiểu không? Đại khái là như thế. Tiếp theo là cái civilian power là cái đéo gì mai tôi sẽ nói cho anh em xem. Ở tập sau tôi sẽ nói. Còn cái này là cái đèn. Đại khái là thế. Cổng thì chúng ta có hai loại cổng, cổng lớn đó nha. Cổng này cổng lắc là loại to, loại này là loại medium. Railing thì chúng ta gọi là hàng rào, mình rất là thích cái phần này tại vì mình có review qua rồi. Đây tôi thử tôi ráp một cái cho anh em xem. Cái này gọi là cái lan can chứ không phải là cái gì. Ram stair là cái cầu thang. Sẵn thì ráp luôn. Rob đại khái là một cái dốc, cái góc của nóc nhà. Cái này là cái này là cái gì, phần gì nhờ? Green Star Work này là cái gì? Cái này tôi chưa biết nè. Rồi cuối cùng là War. Ok, tôi sẽ thử trước cho anh em xem. Nãy giờ tôi chưa ráp foundation nữa. Foundation thì cũng có hai loại, loại tam giác và loại vuông. Chúng ta ráp loại vuông. Mà ít khi nào mình chơi tam giác. Trời ơi, vừa khít với lưỡi đích luôn. Vừa khít luôn. À, tôi nhớ tôi có để foundation này mà tôi quên. Quên em ơi. Ok, đây. À, cái này là ngoại lệ nha, tôi sẽ chỉnh trời sáng cho anh em xem cho dễ nhìn nha, chứ không phải là tôi ấy nha. Ok, đây. Đẹp ha. Đỉnh của đảng. Tiếp theo là chúng ta world này, world flash. Glass chứ. World kiến. World này world vanilla. À, cái này là composite. World vanilla. Cái này là world thường nè anh em, chính xác ở đây. Cái này là world thường. Và ở trong từng cái loại của mod này chúng ta có thể set được color. Ví dụ như là tôi chả biết xét như thế nào nữa, mà tôi có thử xét một lần rồi mà cái màu nó cũng vậy à. Cái màu nó cũng không có khá nổi. Nó cứ vậy là nó vậy thôi. Nhìn nó khá là đẹp.
cái combo size thì anh em nhớ nha, nó sẽ nhỏ hơn một tí, nó sẽ nhỏ hơn một tí. Mình có thể làm những cái bức tường ở trong nhà cũng được. Nếu mà chúng ta ráp chồng lên thì cái tôi nghĩ là cái combo size nó vẫn sẽ, kích thước nó vẫn sẽ thấp hơn. Đây. À, cái combo size vanilla nè. Tôi thử cái nữa. À, nó sẽ chồng lên dày, tôi tưởng là nó bạc sẽ bằng cái mấy cái thường. Chúng ta tiếp tục tới cái đo. Cái đo thì phải có đo frame. Đo frame tôi chưa có. Double đo nè. Double đo chúng ta cũng cần phải có cái đo frame. Một tí nữa tôi sẽ ráp cái đo frame này review thử. Còn đây là cái hàng rào. Ui, hàng rào. Ui, được, được ha. Cái này nếu mà chúng ta làm cái chuồng. Cái chuồng là đẹp kinh khủng. Đỉnh của đảng luôn. Cái này là cái cầu thang. Cái này là cái gì ta? Cái này là à, giống như mấy cây sắt á. À, chúng ta có thể làm dàn giáo. Không phải làm một cái khối sắt mà được hàng á, được bắt ốc rất là kỹ á. Nếu mà các bạn có đi những cái mấy cái trụ cao cao để làm trạm điện á anh em, làm mấy cái cột điện mà cao á thì chúng ta làm bằng cái này, và xung quanh chúng ta sẽ đi một cái đường đường gì ta, đường cầu thang lên, đẹp đẹp bãi cái. Và ở phần này thì mình nghĩ mình sẽ pick up nó luôn, và mình sẽ xây lên một khối đây để cho các bạn thấy được cái cầu thang nó như thế nào. Đây hả, kéo phải cái này mới đúng. Ơ sao cái này không được ta? Ồ cái này không được kìa. Set column backup một cái. Giờ mình xây cầu thang trên đây đi. À nó chỉ có cho phép mình xây ở cái wall thôi. Cái này khó chịu nhờ. Cái này có vẻ khó chịu đấy. À cầu thang coi trước đi. Được. Được được, đẹp đẹp đẹp. Còn cái này là cái tay vịn. Anh em thấy đỉnh không? Nó thiết kế cái tay vịn riêng luôn kìa. Ờ đỉnh của đảng luôn. Và hình như xong rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái bước cuối cùng là đo frame. Đo frame để chúng ta làm cái gắn cái cửa vào. Ồ chưa gì thấy là hay rồi nè, chưa gì thấy là hay rồi nè. Nhưng mà cũng hay cũng là dở. Đây anh em xem, đây là một cái door frame. Cái door frame thường thường đó, cái cửa nếu mà cái kiểu này á, thì là cái kiểu đẹp, nhưng mà nó không có cái cửa chính giữa. Thay vì thí dụ mà muốn có một option cửa chính giữa thì cũng hơi khó. Little combo. Oh, what the fuck. Tôi mới thấy cái gì đó. À cái này là thu nhỏ lại. À ok, và gắn cái cửa vào đây. Được được. Ui cửa tự động nha anh em. Đúng rồi tôi nhớ rồi, cái này cửa tự động mà cửa mà kiểu như là đẩy ra là vô rất là tiên tiến vãi đấy. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có double door. Đây tôi coi thử coi. Ui đỉnh nhờ, được nhờ. Ôi, được nhờ. À, ok, như vậy là mình đã review sơ qua những cái vật liệu mà chúng ta sẽ làm như thế nào. Thì video này tới đây kết thúc. Thì nếu mà anh em có ý tưởng về ngôi nhà của chúng ta như thế nào thì các bạn hãy comment bên dưới sẵn và cho mình xin một like và subscribe. Và nếu mà các bạn thích video này thì các bạn share cho mọi người đều biết về video này nha. Thì cảm ơn các bạn đã xem video, và nếu mà có ý kiến gì về video thì các bạn cứ comment bên dưới đóng góp ý kiến về cho chương trình để chúng ta sẽ cùng nhau chơi game và xem những con thú mà các bạn thích. Ok bye bye các bạn.
Mình có để đường link về các series game ARK, fanpage và Facebook cá nhân bên dưới phần mô tả. Các bạn có thể truy cập vào và nhấn like để theo dõi các thông tin mới nhất từ Tùng MG nhé.